cái khúc này. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Khi mình lại là Nick Ruby đây và vẫn là mình và mãi mãi là mình với là kênh của mình mà. Và ngày hôm nay cái map này anh nhìn không biết hả? Đi đi. À! Đó, thì ngày hôm nay mình đã mời anh review dấu của mình. Mày mày quay hai người để cầm vào nó rồi thấy tao được. Đó, đúng rồi. Đó, chịu chưa? Anh đồng ý chưa? Chịu, mời chưa? Để, mời đó. Để. Đó thì các bạn có thể thấy là ngày hôm nay là mình với anh Ro sẽ thử thách là bắt cua. Ai chết người đó sẽ bị một cây búa 1.000 tấn. Okay, đối với đầu. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy trước nha các bạn. Đây, 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 ok. Cái game này mình đã từng chơi rồi đó, mình sẽ chơi mà. Ôi trời ơi. Em thử thôi được không? Ê, chơi giải không được đánh nha. Anh nhảy đi, từ tao phải làm quen phím trước đã. Ủa sao anh trời chậm quá vậy? Đó, bây giờ là sẽ là tự... Vậy ba. Nhảy đi. Đây. Đó, mình nhảy chậm mà chắc các bạn thấy không? Chậm mà chắc. Ấy. Anh làm gì vậy? Em nhảy đi, em mới nhảy đi. Em checkpoint được rồi. Đó, mình đã qua được cái màn này rồi. Ơ kìa. Té té không tính nha, không tính chết nha, té không tính. Kìa. À! Phải tập làm quen trước anh em à. Để chuột ru khác quá, ru sạn chuột nhỏ xíu à. Nhảy em đi thì tại tay mình dày này các bạn mà ống kia mình xài. Trời, mình không mình chịu luôn á. Ơi, sao cái này vậy? Em biết thở, em biết lại anh ơi. Game mà dễ các bạn ơi, cái này là mình không sợ cái game mấy cái game này này. Đấy. Mày. Ai nghe à? Trời ơi. Nghe rồi. À, đây rồi, độ nhảy đấy 100 hèn chi, chỉnh xuống 75. Đó. Ủa mà sao nó vẫn nhảy quá ta? Hai giờ em sẽ đánh lần mình. Em sẽ đánh anh bằng tay, không có em luôn. Chơi anh bằng tay mày. Đánh trời, nãy giờ Ro không thể hiện thì để em thể hiện cho anh coi. Anh ơi, chưa được. À, có một đường mà nãy giờ hai đứa qua không được đó ba. Có đường hả? Nãy giờ anh cũng qua được, anh là tìm bắt cua mà giờ anh vậy hả? Tại máy của mày bắt cua như gì vậy? Không hít chậm mà chắc hít nhanh được. À, tôi biết tại sao rồi, tại cái này. Đó. Gì vậy, cái này cái gì vậy? Tại nó khác đi không? Sao mày đâu hiểu của tao? Tháo ra mày, tháo ra. Mày hiểu của tao, tháo ra. Tháo ra, tháo ra. Em hiểu rồi, dâm ba mấy cái game. Mình sẽ gồng hết nội tại của mình lên để mình đánh đuôi nè. Anh có thấy là anh ác độc không? Không, không ác độc, không nhận. Anh thấy chưa? Không, chưa thấy gì hết. Không biết thế đâu. Trời ơi. Đấy, đấy. Đâu, nhảy xem coi. Trời, 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 trời. Trời. Cô phải để cho nó dễ nhảy hơn không? Ồ, à, vậy thì anh có mẹo. Mày ở đâu tại vì trời ơi, nãy giờ có một màn mà chưa qua các bạn ơi. Đó, mình nghĩ là chắc sau lần này thì mình... Ê, khoan, khoan. Gì? Em nghĩ là mình nên đổi một cái màn khác. Tại máy của em á. Mất gì tại máy em, trời máy nào cũng như máy nào thôi. Ê, khoan, anh biết nó nằm ở đâu rồi. Em làm để còn phím tiếng gì? Vậy hả? Mới biết á, sao biết? Giờ anh làm mới biết. Mình sẽ nhảy qua mắt khác nha em. Không có chơi rõ tay nha. Không thì có rõ đâu. Rõ, rõ, anh nhảy đi. Đấy, nhảy đi. Em có rõ đâu. Để em đang đợi nè. Gì có mà. Đây, để em đang đợi là xem ra anh rỡ như anh có té. Trời. Gì
Dễ, anh xem nè, anh xem kỹ một lần duy nhất nha. Anh nhảy không được thì để em. Ủa cái gì? Nhảy đi em. Nhảy đi. Ui, đợi anh. Nhưng mà nhảy đâu vậy? Khởi động đi, mày cứ khởi động đi. Ủa? À dạ, nó có kinh nghiệm đã đập từ trên chứ đã không. Trời, anh thấy em... Ôi dồi, xém té. Anh thấy mày vào chưa? Em có gì hết. Hơi. Em anh có qua được không? Em anh có qua được hay không? Tất nhiên là được rồi. Để cho các bạn qua được. Tất nhiên là được rồi. Nào để cho bạn xem qua được ha. Ghê vậy? Tất nhiên là được rồi. Sao mà không được em ơi. Các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên là hãy nhớ là điểm số lần mình và anh Ro ai bị đánh nhiều nhất nha các bạn. Ai mà đoán đúng á thì mình sẽ tin comment bạn đó nha. Các bạn cũng đừng quên là đăng ký cho kênh Shiro Official nha anh em. Anh BG giá hình ghê luôn á cô. Giá hình chứ. Anh em biết cái nào mới là BG giá hình không? Anh em nào coi video này anh em đừng quên qua 385 tên lửa một mình chị đồng mới một mình tới thành phố Hồ Chí Minh để em mua hàng giúp Hello Team nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trời ơi. Cái này biết là BG giá hình luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, đúng kiểu BG giá hình luôn. Trời, giờ mình nghĩ là tới cái lúc mà mình đứng làm cảnh rồi đó các bạn. Mình nghĩ tới cái lúc mà mình chuẩn bị sắp đứng làm cảnh rồi đó. Ôi ơi. Mày nhảy đi, thôi mày nhảy đi, thôi nhảy đi. Xong rồi ơi. Cái đâu vậy? Sao? Tôi làm. Sao chứ hả? Trời ơi, rồi, ngu không nhảy qua được đoạn này đâu. Sao mà không được? Ghê. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ghê. Chỗ này đúng không? Đó. Ghê hả? Ghê không? Ôi ngoài. Giờ rô máy nào cũng chơi được các bạn ơi. Quan trọng là kỹ năng. Quan trọng là tôi phải tập làm quen với máy anh em phải không? Tôi chỉ cần tập làm quen một khoảng vài phút đầu thôi là tôi tập làm quen dần là tôi nhảy ok hết anh em. Trời ơi, giờ. Ê! Thế nào? Anh cứ tin em nhảy được không? Các bạn nào xem tới cái đoạn này, các bạn nào mà tin mình nhảy được các bạn hãy bấm phím 1 nha các bạn. Làm sao mà tin được? Làm sao tin Ruby được? Anh em hiểu không? Tin ai chứ đừng tin Ruby anh em nha. Này. Mà đỡ được. Ghê vậy? Nhảy vào gỗ anh thế cơ mà sao mà đỡ được. Ghê vậy? Sao mà cô đỡ được cô ơi. Ghê vậy? Hả? Rồi lỡ như đoạn này em té làm sao? Sao mà té được em? Không bao giờ té được. Không bao giờ té được. Này không bao giờ té được các bạn. Nó đánh tóc tôi bung ra hết rồi nè. Các bạn nào tin mình thì các bạn nhớ bấm phím 1 nha để cho mình cái sự chiến thắng nha các bạn. Nani. Hay quá đỡ tay. Trời ơi quá. Cái đám gãy ra đây luôn rồi anh em. Rồi xíu mình sẽ xin phong là dán keo 502 rồi. Trời ơi các bạn. Lên. Em nghĩ là chúng ta đã đánh nhẹ rồi gì? Mình còn phải trả phong rồi các bạn, đây là đồ mượn của phong các bạn ơi. Hai đứa mượn đồ người ta xong tháo luôn. Ác thiệt chứ, báo thiệt chứ. Báo thiệt. Anh có thấy báo không? Báo thiệt. Đây là đường mốt đừng cho Ruby mượn đồ nha các bạn. Em xem anh làm được cái gì.
Mời đếm nha, mời đếm nha, mời đếm nha, mời đếm nha. Cái này thì dễ rồi, cái này thì quá dễ cho anh rồi. Bây giờ mình đứng làm tượng nè các bạn, mình nghĩ mình phải làm sắp bị đứng làm tượng rồi, trời ơi. Sao mà đứng làm tượng được, cô Bi chuẩn bị vô nè, mình phải gõ đầu cô Bi nè. Anh em hãy nhìn tôi đây. Tôi sẽ cho Ruby đứng coi luôn anh em, mà tôi sẽ không cho Ruby chơi nữa đâu. Ruby không được chơi nữa. Đúng không? Không. Mình đã làm gãy cái tay này rồi các bạn. Cô là trời. Thật ra tôi làm gãy, phải cô làm gãy nè. Không sao, cứ bảo là cô làm gãy là được. Không chứ không bao giờ nở chửi anh em hiểu không? Đó, tôi bảo thôi go làm vậy. Sẽ bay vào đám rô luôn các bạn ạ. À. Mình tin tưởng là không sẽ là như vậy. Rồi. Ghê vậy. Ghê vậy. Wow. Trời ghê vậy. Hơi. Lâu lắm em ơi. Sao mà em đánh được anh? Ok, em chờ xem. Đó, đó, thấy gì chưa, thấy gì chưa? Bờ gồ đỉnh cao, siêu cấp. Em đang... Giết bờ gồ. Giờ nhảy qua lá cây đúng không? Đó. Siêu VIP chưa, siêu VIP chưa? Em cứ hóng đi, anh tin chắc là em không bao giờ đánh được anh đâu. Thề hứa. Rồi ok, em vẫn đang xem đây, anh cứ chơi đi. Đó, để xem coi anh sẽ như nào. Sai. Như nào, như nào ạ? À? Gu như nào ạ? À? Gu muốn như nào ạ? À? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ chứ, hiểu không ấy? Anh đừng tí ra ngoài, anh nói rồi. Nó chặn đầu mình không biết thôi nè. Em chơi cho anh xem lần duy nhất thôi nha. Các bạn thấy chưa? Cái gì vậy? À, anh đang chờ hồi cơ. Vậy nhảy cũng xong. Nếu anh em bây giờ thấy tôi mặc cái quần đùi, anh em cũng đừng thắc mắc quá. Tại vì quay xong này cho Gu là tôi sẽ đi tập con hái luôn anh em. Đâu có, bình thường thôi. Anh hồi trước anh ghét mặc quần đùi lắm, nhưng mà từ lúc đi gặp tập môn hái giờ là anh mặc quần đùi không. Vậy hả? Đúng rồi. Thế một phát là đi luôn anh. Đi thế nào ạ? À? Đi thế nào được ạ? À? Bây giờ mình cho mình đạp đi em. Còn té không à? Từ từ để em xem coi. Bé nâu. Được. Mèo thôi, em sẽ gọi là bé nâu cho nó hợp. Thôi bé mèo đi. Bé mèo à? Chó tên mèo. Ok, chó tên mèo. Ờ rồi em sẽ xem coi bé mèo nó sẽ nghĩ sao về anh. À, nó sẽ đai đầu anh đánh anh. Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê chứ trời, chứ không lẽ bằng em, mấy như em. Ok, đây để mình xem Go thế nào các bạn. Con này ở đâu đây? Rồi giờ anh nhảy đâu? Anh phải nhảy từ cục này qua này chứ.
Cái này có nửa lóc hay hai lóc không mày? À. Ủa hay là bên đây? À, anh nghĩ là cũng đó rồi. Dạ, anh đã bị nó lừa. Đó. Bắt đầu khó hả? Nó bắt đầu khó rồi đó. Mình có thể bỏ qua cái màn này được không anh? Trời ơi, cái màn này nó khó quá các bạn ơi. Hề luôn. Sao anh cầm đi ra mình bắt em? Sao nãy em không đi đường bên đây? Đường nào? Nè. Ủa, có đi đường ai? Em không biết đường đó. Dễ mà. Rồi vậy anh đi đi, anh tìm cho em cái đường dễ đi. Ê. Ủa mình đi đúng đường không ta? Em có thấy hình sai sai không? Ồ, cái này nó... À, cái cầu thang nó được sửa. Ồ. Ồ, vậy thôi hả? Đúng rồi. Ủa rồi, nhanh vậy? Nhanh chứ. Ghê. Không nhanh làm sao làm chùm bắp cua hay cua tim được. Ghê vậy. Ừ, mèo đang nhìn anh nè, thấy không? Ừ, con chó tên mèo. Mèo đang nhìn anh nè. Ừ. Ghê chưa? Ghê. Rồi nó có chết bôi cho anh chưa? Chưa biết nữa, không biết có chết bôi không nữa. Nó không chắc bò là xíu nó gu nhảy lên đầu cái gì đó. Trời ơi, khổ quá. Trời ơi, cứu tôi khổ quá. Không sao, mình sẽ cố gắng mình nhảy tới chỗ chắc bò cho gu anh em. Còn chắc bò được không thì tùy gu. Kỳ vậy. Sai. Ghê vậy. Tệt vời. Ghê vậy. Ghê vậy. Gu làm sao nhảy được như vậy? Gu làm sao nhảy được như vậy hả các bạn ơi? Từ từ, kỹ năng người ta cũng trao dồi rồi, người ta cũng chơi được thôi. Nhảy được bên đây, nhầm đường rồi. Trao dồi, tôi thấy gu trao dồi rồi là hắn mấy hai hắn anh em, nhưng mà gu vẫn chưa bờ gồ được. Anh thấy con chó đang nhìn, con mèo đang nhìn anh không? Lý. Cái đang lý anh đó. Thật ra trên cam các bạn sẽ không thấy rõ con mèo đâu. Nên là phiền ở đích tơ phóng to cái mặt mèo lên. Mày vậy luôn. Đây rồi, chắc bôi. Trận này có khó không? Uầy, cái này con Kero có đi được không ta? Cái này dễ nè. Đấy, xem Kero có chơi được không? Ê, cái con Kero có speed run được không? Ghê hả? Wow. Ê, nhảy sao? Cái đoạn này là cái đoạn bị chặn đầu nè. Đó. Ơ, người ta bị té rồi. Ừ hết. Quên quá. Trời ơi các bạn, mình quên nó tự nhiên ngồi xem bro chơi kiểu chơi nhanh quá. Mình thấy mình kêu cứu các bà. Cái tự nhiên cái quên mất luôn. À, trời ơi. Mới vô rồi. Mình chưa được đóng tích đi các bạn. Mà mình đi phải đi ra ngoài rồi. Mình trời. Ủa? Này á cơ. Trời ơi. Cái màn này là coi các bạn hãy nhớ đếm những lần mà mình với Ro ai đánh nhiều nhất nha các bạn. Này. Ủa thế là mình bị đánh thay phiên mà sao đếm được? Thế là tao với mày chỉ có hơn nhau khoảng một cái đánh thôi hả Gu? Vậy em mới để cho mấy bạn fan cho. Đó người xem coi ai là người đánh nhiều nhất. À. Ok, giờ tới em. À. Tao làm đúng luật thôi, mày kêu tao độc ác mày. Trời, nè, qua đây, ấy nhảy qua đó nó khó quá. Em hay bị chặn đầu, hiền chí. Ghê vậy. Ghê chứ không để ngang hàng với em. Ghê vậy. Ghê chứ. Được, ghê. Ôi, mày chưa có chắc bôi rồi.
Không sao, cái này té mắt đâu gì đâu anh. Cái gì vậy? Có rất nhiều kỹ thuật ở trong đây anh em ạ. Kỹ thuật hãm đà. Lui sao làm được kỹ thuật hãm đà? Kỹ năng hãm đạo là một kỹ năng khá là quan trọng trong bắt cua nha các bạn. Ý sai. Đơn giản quá anh em. Trời ơi, vừa muốn phá đảo mát luôn rồi các bạn ơi. Sao? Vậy nãy anh sao? Anh nhảy gì vậy? Từ từ, hình như là mình đi lên trên kia đúng không? Ủa là đi qua bên đây. Như là đi qua đó anh. Còn phải đi qua đây không? Bây giờ tới lượt em. Sẽ kêu mày. Không. Mới câu đi hồi sinh rồi. Ủa vậy hả? Ủa hồi sinh hả? Tại ok. Ủa đi đường nào vậy? À đi đường này hả? Ờ. Mày à. Ủa gì cây vậy? Hay giờ này hay giờ. Anh đang chuẩn bị là muốn đánh em phải không? Ủa, có gì nó nhảy đâu vậy? Còn vào đó. Đúng rồi, thong thả đi sau lưng. Đúng rồi. Nhưng mà mày sẽ không có cơ hội đi lại đường này. Thì ai biết được. Ai biết được. Sao? Bây giờ đi đường này đúng không? Uầy. Ghê vậy. Mười điểm liền. Wow. Hey, các bạn biết ông Ro chơi mà kiểu nghe cái tiếng cạch cạch đó các bạn. Nghe đã tai rồi, bây giờ phía mình là đẹp quá bạn. Chứ đâu phải không phải Ro. Không, thật ra do bờ gồ chơi khác anh em đúng không? Ro chơi, Ro đâu có dám bấm mạnh của mình. Thật ra là Ro chơi, Ro bấm từng cái nên là Ro đâu bấm nhanh được chúng mình anh em. Mình nhảy nhanh, mình bấm nhanh nghe nó mới đã anh em không? Chứ còn nhảy từng cái như Ro sao đã được. Ủa cái này dễ nè phải không? Không, nó cũng khó đó. Em thấy dễ nè. Thôi sao em không tắt cái mây đi. Ru muốn nhảy trong mây này cho nó ảo diệu đúng không? Đúng vậy. Thật ra là em quên tắt. Không phải là ảo diệu anh. Ơ kìa. Lắc cái em à. Lắc cái em à. Này đâu này, để em chơi cho anh xem nha. Ngày một lần duy nhất nha. Anh chưa giờ thấy được bờ rồ chơi chưa? Chưa. Cô mà ghi ai chứ ghi cô là không bờ rồ nha. Sao lại không bờ rồ được? Đó, các bạn thấy chưa? Dạo này mình lên trình rồi các bạn. Thật ra do má bắt cô này nó dễ chứ không phải là tôi lên trình đâu. Ủa? Leo xin chưa? Rồi, em luôn rồi. Lưu đâu? Tại vì em mới tới đâu lưu. Đánh mày quá. Em chưa mới tới đâu lưu. Nó chưa luôn mà nó dám lưu cái nó luôn rồi anh em. Tại vì nó chưa tới mà. Vậy sao mày luôn rồi? Đồ giả dối. Thì chưa, người ta chưa tới là em tới. Em mà tới được là em đã bảo luôn rồi. Vậy đó. Điểm hồi sinh à không?
Sao mà đỡ được, Gu sao chơi giống anh được. U là trời. Ủa, Lu này... điểm hồi sinh nè. Là cái này là anh gần phá đảo rồi hả? Đúng rồi, gần phá đảo rồi. Cái gì vậy? Cái này dễ nè. Trời ơi, hình như mình là người em bị đánh nhiều nhất thôi anh ta. Đâu có. Ngang ngang à, tại vì ấy mà. Giờ em đâu có biết được đâu, nên là em sẽ quyết định là em mới quyết định là nhờ mấy bạn fan để đếm hộ mình đó. Nên là các bạn hãy nhớ đếm nha các bạn, rồi các bạn nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Đúng rồi, các bạn đếm coi là ai là người gọi là bị đánh hơn một cái nha các bạn. Trời sao đánh hơn cái được, anh cứ coi như em đánh nhiều hơn em á. Hả? Anh sẽ bị đánh nhiều hơn em. Tất nhiên rồi, mày có lúc mày đánh đâu hai cái mà. Đâu có đâu. Chơi trong mức dạy. Đâu có. Đúng rồi, anh em nói nãy nó quýnh mình hơn một cái, anh em để mình được phía dưới nha anh em. Không thể nào mà có được, tất cả đều là giả dối. Chắc chắn là Lu đã quýnh có phát, Lu quýnh mình còn tận 3 cái nữa. Không có vụ đó nha. Ui cái này dễ nè trời. Ừ, Lu thấy cái nào cũng dễ anh em mà vô nhảy là té. Ui, nhìn nó ảo ma vậy. Đạo sư. Ui, đều chết voi được rồi nè. Đều Lu sẽ thắng rồi. Cuối cùng mình không được ngồi chơi luôn, trời ơi. Ai biết em té nhiều không chị? Ui cái này, ui bạn lắc dữ vậy. Lắc để giảm tốc độ lại. Là vậy rồi. U là trời ơi. Lên còn hai như này hả? Ô, cái còn đường nè. Trên kia còn nhảy nước nữa rồi. Nhiều vải trưởng luôn các bạn ơi. Đâu để coi cái anh có thể lên được tới tận mây đó không? Ở cái này đâu tính là té, cái này là bơi nước mà nó phải nhảy không? Như là vậy, coi như là vậy đi. Đó, bơi nước mà nó phải té nè. Ok. Đúng giờ bơi nước phải té đâu. Đó, bơi nước nè. Ok. Quay, hình như là cái này là cái màn cuối gì á. Đúng rồi, cái này màn cuối mà. Ui, màn cuối. Cái này khó, cái bộ khó này nha. Ở đâu, gặp Lu dễ hết. Đâu. Cái này slam anh em. Trời ơi các bạn ơi, thì là nãy giờ là tụi mình các bạn thấy không, tụi mình đã chơi tới cái màn này lâu lắm rồi, là bây giờ là ui cái này là cái cục slam các bạn ơi đó, và bây giờ là mình sẽ chơi là cái trận này là trận cuối cùng luôn nha. Mày... em tính kết thúc video nhưng anh lại đánh em rồi. Bây giờ sẽ là mình định kết thúc video luôn đó các bạn, nhưng mà Go là đánh mình cái em ghét ghê. Em muốn kết thúc video sao không? Ơi đây có người thật này vậy các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Go vừa né một cái đánh của mình thì ok các bạn ơi, thì chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây, tại vì tụi mình đã đi một quãng đường khá là dài và bị ăn đánh rất là nhiều rồi phải không anh? Đúng rồi. Anh thấy qua đây đứng đi chào các bạn chứ, qua đây nha. Các bạn thấy Go chưa? Các bạn thấy Go là con người kỳ cục không đó? Đó là các bạn hãy nhớ là nhớ đếm là những lần mà mình với Ro bị đánh là bao nhiêu cái các bạn ơi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người video mới vào ngày mai nha. Go yeah.